Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Sổ Tay Y Học sẽ gửi tới quý vị những lưu ý về căn bệnh cúm B và giới thiệu những cây thuốc nam cần thiết trong vườn nhà. Trong mục Hỏi Đáp Y Tế, bác sĩ sẽ chia sẻ về cách dự phòng và điều trị các cơn cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong thời điểm giao mùa. Và câu chuyện y tế cuối chương trình hôm nay sẽ phản ánh thực trạng đáng báo động về cận thị tuổi học đường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thời điểm giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh cúm mùa phát triển, trong đó có cúm B. Bệnh có nhiều biểu hiện giống với cảm lạnh thông thường, do đó nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn, dẫn tới bỏ sót và chậm trễ trong chẩn đoán điều trị. Điều này có thể dẫn đến việc bệnh sẽ trở nặng, khiến trẻ mắc các biến chứng nguy hiểm khác. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của thạc sĩ, bác sĩ Đào Thúy Đạt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để có lời giải đáp. Bệnh cúm B này là do virus cúm gây ra. Thế thì ở trẻ em ấy thì cái virus cúm này nó sẽ gây ra một số biểu hiện. Đầu tiên ấy, đa phần mà chúng tôi gặp các trẻ đến mà có mắc virus cúm ấy thì đều biểu hiện là sốt. Ngoài ra thì có biểu hiện thêm nữa là đau họng này, rồi đau đầu này, mỏi cơ này. Những trẻ lớn hơn thì có thể là đau nhức hốc mắt này, mỏi cơ, mỏi người, mỏi toàn thân. Thế một số trẻ thì có biểu hiện là nôn hoặc là rối loạn của cái đường tiêu hóa, ví dụ như là ỉa chảy kèm theo. Thế còn thì có những cái cháu mà biến chứng nặng hơn thì có thể có các biểu hiện của nhiễm khuẩn của hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là viêm não màng não thì sẽ kèm theo là đau đầu, rồi sợ ánh sáng này, rồi là nôn vọt này. Đấy, thế ngoài ra thì còn có thể có các dấu hiệu bệnh nặng khác của viêm phổi nặng này, thì ví dụ như là suy thở này, khó thở, thở nhanh này, thở rút lõm lồng ngực này, thở phập phồng cánh mũi này, thở rút lõm hõm ức này. Đấy, ngoài ra thì còn có thể có các cái nhiễm khuẩn ở các cơ quan khác kèm theo, ví dụ như nhiễm khuẩn của hệ tim mạch này, đấy, viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Tất cả những cái dấu hiệu đấy nó có thể bị lẫn sang các cái bệnh khác. Thế vì thế nên là khi mà các trẻ bị ốm, bị sốt mà mình nghĩ đến cúm ấy, thì gia đình cũng cần phải theo dõi sát. Có một số những cái lưu ý gạch đầu dòng để mà nhớ về cái chăm sóc. Đầu tiên ý là cúm B là cái bệnh mà lây truyền qua đường hô hấp, vì thế nên tốt nhất chúng ta phải cách ly được trẻ tương đối với các trẻ khác và cách ly cả với người lớn. Ở đây có nghĩa là cách ly tương đối có nghĩa là gì? Không phải là để riêng trẻ một phòng riêng ở một không gian riêng, mà có thể là mình sẽ đeo khẩu trang này. Đấy, mình có thể là mình khi mà trẻ ho hoặc hắt xì hơi giữa các thứ thì mình sẽ hướng dẫn trẻ dùng khăn giấy để che dịch tiết bắn ra từ đường hô hấp của em bé. Ngoài ra thì khi mà các cái trẻ ở nhà thì mà bị mắc cúm B thì thường hay có biểu hiện sốt và sốt cao, vì thế nên chúng ta sẽ phải theo dõi nhiệt độ liên tục cho trẻ. Cái việc theo dõi nhiệt độ liên tục cho trẻ thì sẽ có mấy cái tác dụng. Thứ nhất ý, là mình sẽ bắt đúng được cái thời điểm mà trẻ bắt đầu sốt đến cái ngưỡng mà mình phải dùng hạ sốt, tránh tình trạng trẻ sốt cao. Sốt cao thì sẽ kèm theo các biến chứng khác, ví dụ như co giật là cái biến chứng mà chúng tôi rất hay gặp. Khi mà chúng ta theo dõi được cái nhiệt độ thì sẽ cũng có thể là chúng ta sẽ giúp các bác sĩ là phân biệt được giữa cái cúm B thông thường với các cúm B biến chứng và cúm B thông thường với các mặt bệnh khác. Đấy, chúng tôi hiện tại bây giờ đang đan xen có rất nhiều trẻ mà vừa bị mắc cúm và vừa bị mắc sốt xuất huyết, hoặc là vừa bị mắc cúm mà lại vừa bị mắc cái virus nhiễm virus adeno. Thế nên là cái việc mà theo dõi nhiệt độ và theo dõi cái biểu đồ dùng hạ sốt là rất quan trọng với các cái trẻ mà nghi mắc cúm. Ngoài ra thì vì là các trẻ mắc cúm này thì sẽ biểu hiện theo là sốt này thì sẽ gây mất nước này, thở nhanh thì cũng gây mất nước này, ho khò khè nhiều thì sẽ gây mất nước này, có thể là nôn chớ gây mất nước này, rồi ỉa lỏng gây mất nước. Vì thế nên cái việc mà bù đủ dịch cho các trẻ là rất quan trọng. Bù đủ dịch ở đây có thể là mình sẽ bù bằng các cái nước hoa quả, nước trái cây, ví dụ như nước dừa, nước cam, nước táo, cái vị gì mà em bé nó thích uống thì mình có thể bù bằng cái vị đấy. Thế còn có một cái dung dịch bổ sung nước điện giải mà trong y khoa hay dùng, đó là dung dịch Orezon. Cái dung dịch Orezon này thì tốt nhất là mình phải dùng theo chỉ định của bác sĩ và được hướng dẫn cẩn thận, mình không nên tự ý mua và mình không nên tự ý dùng. Ngày nay, xu hướng sử dụng những cây thuốc thảo dược để chữa bệnh ngày càng tăng vì nó có lợi cho sức khỏe, không lo tác dụng phụ. Một số loại cây như cây dừa cạn, cây nha đam, cây sả đen không chỉ là một nguyên liệu để chế biến các món ăn hàng ngày mà còn là một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh. Mục Sổ Tay Y Học kỳ này, y sĩ Đào Thị Yên, trạm y tế xã Song Mai, huyện Kim Động sẽ giới thiệu một số loại cây thuốc nam quen thuộc mỗi gia đình nên trồng quanh vườn nhà. Xin chào quý vị các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu một số cây thuốc nam có tính năng tác dụng của nó, có thể trồng ngoài trong vườn nhà, dễ sử dụng. Xin giới thiệu đây là cây dừa cạn ạ. Cây này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lưu thông khí huyết,
có thể dùng cho phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, dùng cho người cao huyết áp. Cách sử dụng của nó có thể lấy 10 đến 12 gram sắc nước uống hàng ngày ạ. Và tôi xin giới thiệu đây là cây lá sống đời hay còn gọi là cây lá bỏng, vì nó có tác dụng chữa bỏng nên ngày xưa các cụ đặt tên nó là cây lá bỏng. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, mẩn ngứa. Ví dụ sử dụng như là trường hợp viêm họng này, có thể lấy vài ba lá này nhai nhỏ và ngậm nuốt từ từ ạ. Và có thể lấy cái lá bỏng này là dã đắp vào vết thương nếu trường hợp bỏng nhẹ. Và trường hợp mà đau vai vai cổ do trường hợp thái hóa đốt sống thì có thể lấy cái lá bỏng này hơi nóng và đắp vào tại chỗ ạ. Và xin giới thiệu đây là cây nhược vàng ạ. Cây nhược vàng có tính chất tiêu độc, chống viêm ạ. Ví dụ như trường hợp viêm họng, có thể lấy lá nhược vàng này rửa sạch với nước muối và nhai nhỏ ngậm nuốt từ từ ạ. Và có thể dùng trường hợp là sắc uống để giải độc trường hợp mẩn ngứa. Đây là cây xạ đen ạ. Cây xạ đen có tính chất là kháng viêm, tiêu viêm, giải độc, dị ứng mẩn ngứa, dành cho những trường hợp như là hỗ trợ điều trị ung thư này, trường hợp bệnh gan này, trường hợp dị ứng mẩn ngứa. Sử dụng có thể lấy lá tươi, 20 đến 30 lá tươi rửa với nước muối để ráo, cho vào nước sắc uống hàng ngày trị giải độc mẩn ngứa. Và có thể trường hợp lấy 100 gram lá khô và sắc với 800 ml nước và uống hàng ngày để giải độc gan, hỗ trợ điều trị ung thư. Cây này là cây xạ can ạ. Cây xạ can có tính chất này giải độc, tiêu viêm này, chữa trường hợp như là viêm họng này. Có thể lấy 12 gram lá khô sắc uống hàng ngày, lấy vài lá tươi thôi, nhai và ngậm nuốt dần dần ạ. Trường hợp chữa viêm phế quản này, tiêu đờm này thì là sắc uống ạ. Còn đây là cây nô hội ạ. Cây nô hội này là có tính chất là nhuận tràng này, tiêu viêm này, làm đẹp da này. Sử dụng có thể là ngắt một đầu lá nô hội này này, cắt ra và lấy cái ruột bên trong của nó xoa vào những chỗ mẩn ngứa, dị ứng và đắp vào những chỗ vết thương ạ. Và có thể lấy lá nô hội này cắt ra và lấy cái ruột bên trong rửa sạch nhựa đi, nấu ăn để nhuận tràng ạ. Các cây thuốc nam này các bạn có thể tự trồng tại vườn nhà, dễ sử dụng, đơn giản, lành tính. Bạn có thể trồng vào vườn, nhà ai mà không có vườn thì các bạn có thể trồng trên các chậu nhựa, vừa sử dụng và có tác dụng tiết kiệm rác thải nhựa. Mỗi khi thời tiết giao mùa, những đợt cấp của bệnh nhân viêm phổi tắc nghẽn mãn tính lại ồ ạt xuất hiện. Ho khạc đờm liên tục kèm theo những cơn khó thở cấp làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy làm thế nào để có thể kiểm soát thật tốt căn bệnh này, nhất là vào thời điểm giao mùa? Ngay sau đây, bác sĩ Phạm Hữu Tâm, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Phổi Hưng Yên sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ, thưa bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là gì ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng viêm niêm mạc đường thở mãn tính gây giảm chức năng thông khí ở phổi. Người bệnh thì thường cảm thấy khó thở vì đường thở bị hẹp hơn so với bình thường và có thể dẫn đến bị suy hô hấp. Bệnh có thể điều trị và làm chậm tiến triển khi được phát hiện ở giai đoạn sớm và tránh được các biến chứng nguy hiểm. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào thì gây ra căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Khói thuốc lá là được biết là đến nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bao gồm cả hút thuốc lá thụ động và chủ động. Thời gian hút thuốc càng lâu, hút càng nhiều thì nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng càng tăng cao. Ngoài thuốc lá thì khói thuốc nào, xì gà, cần sa, thuốc lá điện tử cũng có thể gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gây ra những tác động dấu hiệu trực tiếp ở hệ thống hô hấp, cụ thể là tình trạng khó thở, ho mãn tính kéo dài, ho có đờm, đờm có màu trắng, màu vàng xám, màu xanh lá cây, thậm chí là đôi khi có thể đờm kèm theo máu. Bị nhiễm trùng đường hô hấp, tái đi tái lại, tình trạng cúm, cảm lạnh, khó thở gắng sức, thở gấp, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ấn lạnh. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong thời điểm giao mùa như thế nào ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh mãn tính. Khi bệnh tiến triển xấu thì cần kết hợp với các thuốc chủ vận mạch beta hoặc một số các thuốc khác, ví dụ như là thuốc giãn phế quản, nồng đờm, corticoid. Thì người cao tuổi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần tuân theo một cách tuyệt đối các chỉ định điều trị của bác sĩ và những tư vấn kèm theo sau mỗi lần đi tái khám và không được tự ý dùng thuốc để điều trị. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta sẽ làm gì để phòng tránh các đợt cấp của phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Những đợt cấp tính thì không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng người bệnh có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và số lần xuất hiện các đợt cấp bằng một số cách sau. Thứ nhất là tránh tiếp xúc với các tác nhân có thể gây nên kích ứng, ví dụ như là nấm mốc, khói bụi, than, dầu đốt.
hạn chế tiếp xúc ở những nơi đông người, đặc biệt là trong mùa đông lạnh, để ngăn ngừa nhiễm cúm hoặc những bệnh về đường hô hấp, uống nhiều nước để lưu thông đường thở, tiêm phòng cúm hàng năm để ngăn ngừa các bệnh cúm và nhiễm trùng đường hô hấp. Một số vaccine khác như ho gà, phế cầu được khuyến cáo có hiệu quả tốt đối với người bệnh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tình trạng mắc bệnh cúm và bệnh viêm phổi là những yếu tố khởi phát đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và nên duy trì và tuân thủ đúng phác đồ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tái khám định kỳ thường xuyên đối với bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo sức khỏe. Rèn luyện và tập cho bản thân những thói quen tốt như đi ngủ đủ giấc vào ban đêm và ăn uống lành mạnh theo chế độ dinh dưỡng, bỏ thuốc lá hoặc tránh xa các loại khói thụ động, rửa tay thường xuyên và dùng nước rửa tay để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn, và thực hiện chế độ giảm ăn chất béo, đa dạng các loại chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều và tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp với tình trạng sức khỏe khi có thể. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Ghi nhận từ thực tế cho thấy, tỷ lệ trẻ em mắc các tật khúc xạ khi đang ngồi trên ghế nhà trường đang ngày càng tăng cao. Trong đó, cận thị là tật khúc xạ học đường phổ biến nhất, chiếm tới 2/3 số ca mắc. Đây là tình trạng đáng báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt của các em. Đây là một lớp học của trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên. Lớp có 30 học sinh, thì có 17 bạn bị cận thị, chiếm gần 57%. Mắc cận thị không chỉ ảnh hưởng tới việc học tập của các em, mà còn gây ra nhiều bất tiện khác trong cuộc sống. Cảm thấy khó chịu mà mỗi khi mình bỏ kính ra không nhìn thấy được một cái gì. Và nếu mà khi mà đeo kính, khi học tập xuống chẳng may kính nó thường bị trễ xuống mũi và khiến cho mắt mình dễ bị láng. Có hôm mà quên không mang kính sẽ khiến cho việc học rất là khó khi nhìn lên bảng. Khi chơi thể thao thì em sẽ bỏ mắt kính rồi, nhưng mà như thế sẽ làm ảnh hưởng đến thị lực, khó khăn trong việc chơi thể thao. Em Trần Việt Cường đang là học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Lê Lợi. Cường đã có 7 năm phải gắn bó với chiếc kính cận. Thời gian này, độ cận của em tăng lên nhanh chóng. Một trong những nguyên nhân là do Cường sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài. Cháu dành ra 1 đến 2 tiếng để xem TV và chơi điện thoại. Thì sau khi cháu chơi điện thoại và xem TV, cháu thấy mỏi mắt với cả hay chảy ra nước mắt nhiều. Cháu hay xem nhiều nên là mẹ đưa đi khám hay bị tăng thị lực nhiều. Đi trời mưa, nước mưa bắn vào, nó ướt cái kính, cháu chảy thấy đường. Còn đeo khẩu trang thì nó thở ra, cũng không nhìn thấy. Tật khúc xạ, trong đó chủ yếu là cận thị học đường, tập trung nhiều ở các đô thị, thành phố, với trên 40% học sinh mắc phải. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, sẽ có 66% dân số mắc cận thị vào năm 2050. Đây đều là những con số cực kỳ đáng báo động. Tại phòng khám thì số trẻ đến khám và mắc tật khúc xạ gia tăng lên rất nhiều. Gần đây thì trung bình mỗi ngày thứ bảy chủ nhật khám từ 25 đến 30 cháu. Số trẻ mới mắc tật khúc xạ cũng tăng lên rất nhiều. Rất nhiều các cháu thì khi xem TV hay học thì cứ phải nhìn sát vào bảng và nhìn sát vào TV thì mình có thể nhìn rõ được. Vì đấy khi bố mẹ các cháu phát hiện các biểu hiện, các triệu chứng như vậy thì nên đưa các trẻ đi khám sớm và kịp thời. Chúng ta phải hướng dẫn cho trẻ học đầy đủ ánh sáng, ngồi học tư thế đúng cách. Đó là tư thế phải thẳng lưng và đầu hơi gập khoảng 10 đến 15 độ. Quan trọng bố mẹ phải nhắc cho các bạn đó là khi học không nên nhìn gần quá lâu trong một thời gian. Các bạn phải có thời gian khoảng 1 tiếng học, sau đó là thư giãn mắt khoảng 5-10 phút, đứng dậy nhìn ra xa để mắt nó điều tiết trở lại. Và đồng thời là phải hạn chế cho các bạn tuyệt đối xem TV, điện thoại. Có thể sử dụng thêm các loại cặp kính lọc ánh sáng xanh để hỗ trợ, để ngăn cản ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, TV, điện thoại. Lưu ý là phải các bố mẹ cũng phải cân đối về cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các trẻ, về bổ sung vitamin A cho các trẻ trong độ tuổi phát triển. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó là về không gian hoạt động ngoài trời cho trẻ. Vì theo tổ chức nhãn khoa đưa ra thì cái không gian hoạt động ngoài trời nó rất tốt cho trẻ, ở các trẻ chưa mắc tật khúc xạ cũng như đã các trẻ đang mắc tật khúc xạ. Cha mẹ hãy có thói quen đưa trẻ đi khám mắt định kỳ ngay từ khi mắt còn tốt, là cách giúp phụ huynh chăm sóc cửa sổ tâm hồn cho con một cách hữu hiệu. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.